xin chào các anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để sử dụng cái sáo flute á. Khi mà các anh em mà thổi mà bấm miết thổi không được á, thổi cái nó bị xì xì á, nó bị lỗi gì á, thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn anh em là chuẩn bị mua cho mình một bộ tăm bông đi. Đây là mình tăm bông luôn mở rồi. Đây, bộ tăm bông này. Một bộ này khoảng là bình thường nếu mà anh em chơi bộ xịn hoặc bộ thường, bộ thường khoảng 200, bộ cao hơn có thể 250, 400, tùy loại anh em nhé. Mình đang thay cái bộ bình thường, bộ là 250 nha. Đây, cái tâm phong của bạn là bị không xài được nữa. Đó, mình sẽ tiến hành thay. Thì là các bạn chuẩn bị cho mình một cái vít này. Đó, một đeo cái gì đây, cái này là bôi trơn khi mà động cơ bị rỉ á. Đó, để bạn tháo ra cho mình. Một lọ cana để chà nhám này bị mặt. Đó, mình đã thay cái này một lần rồi. Mình đã thay cái này rồi, các bạn thấy không? Đó, mình đã mở ra thay. Em mới, các bạn nhìn thấy mới không? Đó, tâm phong mới đó. Bây giờ mình đang tiến hành thay cái này tiếp. Thì các anh em chỉ tháo vít ra. Đó, rút vít ra. Đó. Đây mình sẽ làm mẫu một cái đây. Anh em thấy không? Giả sử như cái này á, thì anh em nên đó, cái nhỏ này thì anh em có thể tháo ra đây. Đơn giản mới cậy cái này lên. Đó. Rồi dưới này là có keo silicon. Anh em có thể dùng keo silicon dán. Vì cái này nó không có nắp đậy, không có phần đậy, các anh em tìm cái hộp bật cái tâm phong ra, tìm một cái tâm phong vừa kích với cái này. Cái nhỏ nhỏ này thường có trong này có ba cái nhỏ nhỏ, hai cái nhỏ nhỏ này, anh em sẽ tìm những khớp đó, khớp này anh em đổ ít keo gì đó vô. Mình thì ví dụ cho anh em ra chứ đổ nhiều quá rồi, đổ ít keo vô, keo vô. Để bạn bỏ cái nắp vô. Chầm đổ nhiều quá rồi. Mà không sao, không xài được. Cái này dính, cố định rồi. Thì tiếp tục là tháo cái này ra tiếp. Anh em thấy không? Đó, có cái lỗ bằng vít này. Anh em để ý. Đó, anh em vặn ra này. Nếu mà các anh em vặn cái này không được á, anh em dùng con dao. Đây. Em khứa cái đường này ra. Đó, là ra. Nó có túi lúc vít riêng mà mình tạm thời xài cái dao này. Nó không xài được. Đó, anh em tháo ra. Đây là anh em gắn tìm cái tâm bông thích hợp thay vô. Đó. Đây tâm phong Yamaha bạn, còn lâu ngày quá nó xài nó hư rồi. Cái nào mà của Yamaha gì á các bạn nên giữ lại, nó hiếm. Đó, anh em tìm cái khớp, anh em gắn vô. Mình chỉ thực phẩm một cái thôi nha, bởi vì mình làm rất nhiều cái rồi. Đây cả bịch tâm phong này, thay cho hết luôn. Đó, cái này mà gắn vô. Anh em nếu mà nó hở á, cái này anh em biết không, cái tâm phong này này nó có đường lằn này, anh em ấn mạnh vô, cột dây dung vô, cột dây thun vào thì nó sẽ làm dùm kính cho các bạn anh em đó. Thì lần tiếp theo anh em xài nó sẽ kính. Đó, anh em buộc dây thun vô, giả sử như cái này hở này, mình cái hở bằng buộc dây thun vô này, cái giờ cuốn vô là xong.
khoảng một ngày bình thường sau hoặc là nửa ngày thôi, nó sẽ cố định cái đường lần đấy, mình sẽ ấn sẽ đỡ bị. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video này. Nếu anh em mà không làm được liên hệ mình, cái số điện thoại mình ghi bên dưới là 0971222003 để được mình giải đáp cho. Cảm ơn anh em.